năm học tới thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức đổi mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể thì các em học sinh chỉ cần thi hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Trong đó thì ngữ văn là môn thi có thay đổi lớn vì sẽ không trích dẫn yêu cầu bình luận các văn bản trong sách giáo khoa. Vậy thì các em sẽ ôn thi thế nào, làm bài thi ra sao là điều nhận được nhiều sự quan tâm. Kể từ khi bước vào lớp 10 và học theo chương trình mới, các em học sinh lứa 2007 đã làm quen với cách học ngữ văn mới. Không học thuộc từng văn bản, mà các em học kỹ năng phân tích tác phẩm, kỹ năng để diễn đạt được cảm nhận của mình. Điều này mở ra những không gian sáng tạo riêng cho các em. Thì em thấy như môn văn là được đổi mới rất là sáng tạo khi mà bọn em sẽ không phải học theo một cái khuôn như ngày xưa nữa. Ví dụ như hồi thi vào 10 là bọn em sẽ phải học thuộc những cái tác phẩm để mà thi, nhưng mà bây giờ bọn em có thể thoải mái cảm nhận những cái bài thơ hay là tác phẩm để mà mình viết ra chính cái lời của mình. Trái với lo ngại về việc hình thức thi mới sẽ khiến học sinh hoang mang, không biết ôn thi thế nào, thực tế nhiều em thể hiện sự hào hứng. Việc học văn kiểu mới, thi văn kiểu mới đã được thực hành trong suốt 3 năm, chứ không phải đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới mới áp dụng. Cách viết bài nghị luận xã hội, các bài luận ấy, hoặc là những bài nghị luận văn học, ví dụ như là bài cảm thụ, bài đánh giá một tác phẩm thơ hoặc là một tác phẩm truyện, thì hoàn toàn là các con đã rất tự tin vào những cái kỹ năng mà các con đã được trang bị. Các con không phụ thuộc và không quan trọng rằng đó là văn bản nào đâu, mà chỉ cần là các con được tiếp xúc một văn bản mới thì các con sẽ thỏa sức sáng tạo trong đó. Thực sự là rất là thích ạ. Môn ngữ văn trong những kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn vì trào lưu đoán đề và lùm xùm lộ đề. Bởi số lượng văn bản trong sách giáo khoa có hạn, các em cũng dễ dàng học tủ, học thuộc. Đổi mới thi ngữ văn được kỳ vọng sẽ thay đổi điều này. Một là chúng ta thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Hoàn toàn có thể ở những ngữ liệu không trong sách giáo khoa, bởi vì cái mục tiêu của chương trình này là hình thành cho các em phẩm chất và năng lực, chứ không phải thuộc bài, thuộc theo sách giáo khoa. Cho nên cũng hạn chế được cái chuyện học tủ, học lệch, hạn chế được cái đoán đề. Và như Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói là kể cả hạn chế là bài văn mẫu. Tuy nhiên, những ưu điểm của việc đổi mới thi ngữ văn sẽ chỉ được phát huy khi giáo viên hiểu đúng, giảng dạy đúng theo tinh thần chương trình mới. Chính từ đội ngũ giáo viên cũng phải tránh tư duy dạy tủ, khoanh vùng tác phẩm. Liên quan đến sự cố cây xanh gãy rơi trúng người dân đi tập thể dục khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Đơn vị quản lý công viên, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lỗi với người dân và xin lỗi gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi sự cố trên. Ngay sau tôi là hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng và cũng hy hữu vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Cụ thể vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 8 tại công viên Tao Đàn, trong lúc người dân đang tập thể dục buổi sáng thì bất ngờ một nhánh cây dầu đã gãy đổ và đã khiến cho 2 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương được đi cấp cứu. Theo đó, nhánh cây dầu phân loại 3, cây có kích thước lớn bị gãy rơi từ độ cao khoảng 25m, chiều dài nhánh khoảng 10m. Sự cố làm 2 người tử vong, 3 người khác bị thương. Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật cho biết, cây dầu bị gãy nhánh có khiếm khuyết bên trong, song không có biểu hiện bên ngoài. Cây vẫn tươi tốt, lá xanh. Đáng chú ý, cây dầu này được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh duy tu, chăm sóc vào tháng 1 năm 2024 và tháng 7 năm 2024. Sau sự cố cây xanh, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát, kiểm tra kỹ những khu vực trong công viên Tao Đàn có nhiều người dân sinh hoạt, tập thể dục để tránh tái diễn sự việc tương tự. Hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, nắm bắt lại tình hình sự việc, xác định rõ nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đề xuất hướng xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 10 tháng 8. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh không họp bàn, không báo cáo xin ý kiến về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác 15 dự án khoáng sản cát và quản lý sử dụng đất đối với 197 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Để nhiều tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quản lý bị xử lý kỷ luật liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng nêu trên, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Mới đây, tại tỉnh Đắk Lắk, một trẻ sơ sinh bị tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sự việc này khiến cho người dân hoang mang, lo lắng. Theo anh Trang, bố cháu bé, vợ anh sinh một bé gái nặng gần 2kg tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi sinh, bác sĩ thông báo cháu bé khỏe mạnh, không có bất thường. Sáng hôm sau, con gái anh được đưa đi tiêm vaccine viêm gan B. Từ 11 giờ đến 17 giờ cùng ngày, con gái anh có các biểu hiện sốt, co giật, tím tái, được đưa đi cấp cứu. Đến sáng ngày 5 tháng 8, người nhà nhận thông báo cháu bé đã tử vong. Cũng theo phản ánh của anh Trang, người nhà đã nhiều lần thông báo cho nhân viên bệnh viện khi bé có biểu hiện bất thường sau tiêm, nhưng được khẳng định là cháu vẫn bình thường. 2 tháng 8, bé được sinh ra rất là hồng hào, khỏe mạnh, có độ sơ bình thường ạ. Nhưng mà sau khi được tiêm vaccine virus gan B thì cháu có bị hiểm sốt và dẫn đến tử vong ạ. Dạ. Thế về em xin muốn các cấp, các chính quyền làm rõ và cũng như bệnh viện vùng Tây Nguyên làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện tiếp nhận và thực hiện ca sinh thường cho sản phụ. Cháu bé chào đời khỏe mạnh nhưng nhẹ cân, thiếu tháng. Khi cháu bé được đưa đi cấp cứu vào tối mùng 4 tháng 8, bệnh viện đã tiến hành kiểm tra và đưa ra các chẩn đoán. Khi tử vong thì bệnh nhân được chẩn đoán là nhiễm trùng huyết sơ sinh, tổn thương đa cơ quan và theo dõi bệnh tim bẩm sinh sớm và sơ sinh non tháng nhẹ cân. Và không có liên quan gì đến cái việc mà tiêm phòng viêm gan B. Bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu bé. Liên quan đến phản ánh của người nhà về sự tắc trách của nhân viên y tế, khi bé có các biểu hiện bất thường sau tiêm, bệnh viện sẽ xác minh làm rõ và có hình thức xử lý kỷ luật nếu có. Liên quan đến vụ việc nhường đất làm cao tốc, hàng chục hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước sạch ở xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên mới đây. Lãnh đạo huyện Tuy An đã có văn bản kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng hệ thống tuyến ống nước nhằm đảm bảo nguồn nước sạch lâu dài cho khu tái định cư cao tốc mới xã An Hiệp, huyện Tuy An thuộc dự án cao tốc thành phần Trí Thạnh - Vân Phong. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An đã tổ chức khảo sát, đánh giá hệ thống cấp nước sạch phía Bắc thành phố Tuy Hòa đủ khả năng cung cấp nước sạch ổn định và lâu dài cho người dân sinh sống tại khu tái định cư cao tốc. Vị trí dự kiến đầu nối với hệ thống cấp nước sạch hiện hữu tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, cách vị trí khu tái định cư xã An Hiệp khoảng 6,5 km. Tổng đầu tư cho hệ thống tuyến ống nước ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Tiểu dự án khu tái định cư xã An Hiệp, huyện Tuy An, dự án cao tốc thành phần Trí Thạnh - Vân Phong có diện tích 2,45 ha, bố trí cho 42 hộ tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 39 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2024, công trình đưa vào khai thác sử dụng, nhưng hạng mục nước cấp sinh hoạt chưa đảm bảo nhu cầu dùng nước của các hộ tái định cư. Theo hồ sơ thiết kế, nguồn nước cấp được lấy từ 3 giếng khoan cách khu tái định cư khoảng 1 km, nhưng do biến đổi khí hậu khiến nguồn nước ngầm không đủ để cung cấp cho các hộ tái định cư. Hiện các hộ tái định cư bức xúc vì phải liên tục mua nước để sinh hoạt và xây dựng công trình nhà tái định cư. Hiện ban quản lý nhiều chung cư đang lúng túng trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư cũng như xây dựng phí dịch vụ. Do chưa có hướng dẫn chi tiết tại luật nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 2024, ghi nhận thực tế tại Hà Nội. Anh Sơn, trưởng ban quản trị chung cư Nam Đô tại quận Hoàng Mai đang rất lúng túng, không biết từ 1 tháng 8 sẽ vận hành chung cư thế nào với quy định mới tại luật nhà ở 2023. Nếu chiếu theo quy định tại khoản 2 điều 151, quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, không bao gồm các khoản kinh phí như bảo hiểm cháy nổ, dịch vụ điện nước, thù lao cho ban quản trị, v.v., thì chung cư rất khó duy trì các hoạt động bình thường. Với cái quy định tại cái khoản 2 điều 151 này, thì ban quản trị chúng tôi hiện không biết là lấy cái phần mà chi phí cho trực tiếp cho và hoạt động thường xuyên như là điện cho thang máy công cộng và điện chiếu sáng hành lang cùng với lại điện phục vụ cho bơm nước tòa nhà. Và nếu mà không lấy được các cái khoản chi này thì chắc chắn là chung cư sẽ phải dừng hoạt động. Trong khi đó, tại khoản 4 điều 153 lại quy định nguồn thu từ việc khai thác dịch vụ đối với phần sở hữu chung thì phải nộp vào quỹ bảo trì. Như vậy, theo tính toán với chung cư như Nam Đô, giá dịch vụ sẽ phải tăng lên gấp 2-3 lần.
Với cái phí sinh hoạt hiện nay chúng tôi đang được hưởng ở cư dân, dân cư đã đơn được hưởng là mức 4.000 đồng một trên 1 mét vuông. Mà hiện nay nếu như theo tìm hiểu của luật thì phí dịch vụ đấy nó sẽ tăng lên. Trong khi đó mà những cái các cái dịch vụ hiện nay chúng tôi đang được hưởng ở cư dân là cũng không có gì thay đổi. Nếu như phí dịch vụ tăng theo luật như vậy thì nó sẽ có thể là ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của cư dân. Tôi cảm thấy đây là cái điều mà nó còn chưa phù hợp. Hiện nay với nhiều chung cư đã có sẵn 2% kinh phí bảo trì thì ban quản trị đang áp dụng theo thông tư số 37/2019 của Bộ Xây dựng. Đối với những nhà chung cư mới mà chủ đầu tư đã bàn giao 2% quỹ bảo trì cho ban quản trị đại diện cho cư dân quản lý sử dụng thì quy định này có vẻ như hơi cứng nhắc. Với một cái tâm lý chung, cư dân chủ sở hữu căn hộ mà phải phát sinh những khoản chi phí do sự điều chỉnh của một văn bản quy phạm pháp luật thì khó có thể tạo được sự đồng thuận lớn. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 05. Theo đó, việc áp dụng thông tư 37 năm 2019 đã không còn hiệu lực. Rõ ràng, văn bản hướng dẫn chi tiết tại khoản 2 và 4 điều 151 và 153 cần được Bộ Xây dựng hướng dẫn kịp thời hơn. Bất chấp nguy hiểm ra khơi đánh bắt trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa bão, áp thấp nhiệt đới, biển động, mặc dù đã nhận được cảnh báo, tình trạng này vẫn thường diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, dẫn đến nhiều vụ tàu lật chìm thuyền do sóng lớn gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản chính của ngư dân. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình. Chỉ trong tháng 7 vừa qua, tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới đã liên tiếp xảy ra hai vụ tàu cá bị chìm và mắc cạn do dông lốc. Đây là những sự cố điển hình trong nhiều vụ việc tương tự khi ngư dân vẫn neo đậu đánh bắt trên biển trong thời tiết xấu ở Quảng Bình. Ra làm được cái đêm đêm lại đấy, đất sáng thoạt gió rồi, gió nám ra, tạo cấp 9 đây, kêu cứu rồi đối với sóng rồi, đoàn thừa tay không kịp nữa đi với, chìm luôn. Thiệt hại thì chỉ là theo phương tiện, nhưng mà tài sản mới cũng được cái tài sản cũ rồi đi, 300 triệu. Nhiều ngư dân cho rằng khi biển động thì cá nhiều hơn, nên họ chấp nhận ra khơi bất chấp nguy hiểm vì mưu sinh. Bộ đội biên phòng thường tuyên truyền vào lúc là 8 giờ sáng và 8 giờ tối để thông báo thời tiết ảnh hưởng đến bà con đánh bắt tại từng các khu vực. Bà con làm thủ tục ra khỏi cửa, làm cho bà con việc cam kết là chấp hành đánh bắt đúng theo quy định của pháp luật. Ủy ban cũng tổ chức tuyên truyền và vận động bà con, trong đó là cả các cái tổ hợp tác đánh bắt sản xuất. Bà con thì tái làm hội chữ thập đó từ xã đến thôn, nước mắt là ra để cứu hộ cũng làm cho bà con ngư dân, tổ chức đi thăm hỏi và động viên gia đình. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền vận động, nhưng vẫn còn tình trạng ngư dân bất chấp nguy hiểm ra khơi đánh bắt khi mùa biển động. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn hơn để hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân trong thời gian tới. Nằm giữa đầm Trà Quế và sông Đế Võng, làng rau Trà Quế, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nổi tiếng là nơi cung cấp rau tươi và sạch cho người dân xứ Quảng. Không đơn thuần là nơi sản xuất nông nghiệp, nơi đây còn là làng quê thanh bình, điểm đến du lịch xanh không thể bỏ qua khi đến với Hội An. Hàng trăm năm qua, người dân làng Trà Quế vẫn duy trì cách trồng rau truyền thống để tạo ra những sản phẩm rau sạch, hương vị đặc trưng. Nhờ những yếu tố canh tác nổi bật với vị trí địa lý thuận lợi, Trà Quế đã trở thành địa điểm du lịch xanh hấp dẫn trong hành trình khám phá Hội An. Làng ra Trà Quế này là biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu đời rồi, ba bốn đời, bốn năm đời rồi. Nhưng bây giờ ông nội, rồi có tới ông cha, rồi có tới tôi. Bây giờ làm cả cái nghề làng ra Trà Quế là làng ra truyền thống hồi nào giờ. Sau đó thời gian công nhận là làng rau Trà Quế là làng rau sạch và làng rau coi như công nhận là di sản nước ngồi hay trang nước ngồi nước, tới đây ngày nào cũng có đông đặc sạch hết. Hầu hết du khách đều thích thú với những trải nghiệm mới lạ như cuốc đất, trồng rau, tưới nước. Những hình ảnh này rất quen thuộc với người dân Việt Nam, nhưng đối với du khách nước ngoài thì đó là sự khác lạ. Điều này đã tạo sức hút riêng cho làng rau Trà Quế, qua đó giúp hình ảnh ngôi làng bình yên, mến khách lan tỏa xa hơn. Đến với làng rau, tôi được xem cách canh tác những sản phẩm organic được trồng bởi người dân địa phương. Nơi đây thật sự yên bình, khác biệt với những thành phố lớn của Việt Nam. Trải nghiệm thực tế như thế này, họ rất là thích thú, rất là nhiều khách muốn làm. Tuy là rất là vất vả, rất là nắng, nhưng họ cũng rất là muốn trải nghiệm. Theo lãnh đạo địa phương, sau khi đơn vị tổ chức lại hoạt động du lịch làng rau Trà Quế, hiệu quả đang dần rõ nét. Những dòng khách mới tìm đông hơn. Địa phương đang đầu tư thêm sản phẩm, cải tạo cảnh quan môi trường nhằm đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm cho du khách. Mỗi lần người nó có một đặc điểm riêng, thì vấn đề thứ hai nữa là phải hết sức linh hoạt, hết sức là mềm dẻo,
mềm mỏng linh hoạt và có một cái dự lường nó thật tốt trong những cái quyết định để chúng ta làm cho làng nghề xúc động. Chúng ta cũng đã có những cái cách nhìn mới, chúng ta làm lại cái quy thức chúng ta triển khai nó cũng gắn với cộng đồng, gắn với thực tế, nó mang tính trải nghiệm nhiều hơn. Với những ưu điểm xanh, sinh thái, thân thiện môi trường, gần gũi thiên nhiên, sản phẩm du lịch tại làng rau Trà Quế đang ngày càng khẳng định vị trí và thương hiệu điểm đến ở phố hội. Nét độc đáo của Trà Quế đã đưa làng rau đến gần hơn với danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới 2024.